Đậu nó là linh hồn của cái món bún đậu mà. Nếu như mà em chiên đậu hai lửa không ngon. Cái tiền quảng cáo đấy chị phục vụ cho khách hàng vào đồ ăn còn hơn. Đây này, ví dụ như cái đầu thừa đuôi thẹo này là nhà chị không bán đấy. Đấy, ví dụ như này là nhà chị không cho vào mẹt đâu. Ngon ở cái tươi ấy, cái gì nó mỗi thứ một ít. Ướp toàn bộ cái chân giò cho nó thấm đẫm cái gia vị. Đậu ăn nó phải ngậy, nó giòn. Tràng này, dạ dày này. Cô đang đứng dạ dày cái này. Ok ok, có ngay. Em đi mẹ này. Cái này hay hay không? Chị ở đây là bún đậu mẹt giả cầy. Khách nào mà muốn ăn lòng xe điếu hoặc dồi thì nhà chị cũng có. Nhà chị thì là cái đậu thửa, cũng không phải là đậu mơ đâu. Nhưng mà đậu này cũng là ngon em ạ. Thì cái đỗ của nó ngon, nó đậm, nó thơm và nó có độ ngậy. Cái này là dạ dày. À, đây là món dạ dày nướng ngũ vị mật ong em ạ. Nhà chị nướng qua này, sau đó là khách nào muốn ăn nóng thì chị chiên qua lại một lần nữa cho nó nóng hổi. Hôm nay đầu tuần thì cũng không đông lắm nên là chị cũng không làm nhiều hàng như mọi khi. Chả cốm này nhà chị cũng tự làm nhá, nhà chị cũng không để màu đâu. Nhà chị để mộc như này, nhà chị vừa hấp xong rồi sau đó nhà chị để xuống này. Để xuống là và sau đó là khách nào ăn thì là chị cũng cắt ra. Cắt một miếng như thế này ra làm khoảng 3-4 miếng. 4 miếng sau đó chị chiên. Đây này, ví dụ như là nhà chị sẽ cắt ra như thế này này. Để làm sao mà mình chiên nó sẽ giòn được tứ phía, cái miếng này nó sẽ giòn. Nếu như mà cốm phẩm thì nó xanh lắm. Nhưng mà đây là cốm nhà chị nó cứ kiểu màu màu thế này thôi. Trắng đúng không? Đúng rồi, nó thế này thôi em. Vì cứ cốm thật nó như nào, khi gặp nước thì nó cũng phôi màu đi. Nó không thể nào mà xanh như cái cốm khô được. Chân giò này thì nhà chị cũng mua về, sau đó là nhà chị ướp. Ướp toàn bộ cái chân giò cho nó thấm đẫm cái gia vị, sau đó nhà chị sẽ cuộn buộc vào. Đây. Lưỡi này em thấy là nó hơi nhỏ nhỏ nhỉ? Lưỡi này thôi thì ăn nó vừa tới. Ăn nó vừa tới. Thực ra hôm nay chị cho ra hơi sớm nên thành ra nó hơi bị khô khô thâm thâm. Với cả trời hôm nay nó cũng hanh hanh ý. Thành ra là cái gì nó cũng dễ bị khô hơn ý. Đúng rồi, nó hanh hanh thì nó sẽ khô. Còn đây là tràng này. Cái này, này. Mình sẽ cho vào bún đậu đây đúng không? Đúng rồi. Trong cái suất bún đậu nhà chị thì có gần này món. Chả cốm này, chân giò này, lưỡi này, tràng này, đậu này, rồi có cả dạ dày. Trong một mẹt có gần đầy món. Tức là trong bún đậu là mình có cả dạ dày luôn à? Đúng rồi em. Thảo ơi, sắp cho cô cái bàn 5 người nhá. Sắp cái bàn phía ngoài kia kìa. Có người quen giới thiệu ạ. Người ta bảo đồ ăn ở đây ngon nên ra đây thử ạ. Vâng, nên em dẫn gia đình ra đây ăn. Đoán nãy về cái mẹt này thì em cảm thấy vừa đủ ngon. Cái chả này này, cái chả này giòn ngon. Chả cốm nhá. Vâng. Giá cả thì em thấy cũng hợp lý, phù hợp. Đúng không? So với chất lượng thì ok. Vâng. Cảm ơn nhé. Vâng ạ. Ăn cái cốm này ngon lắm đấy. Nói chung là ngon ở cái tươi ấy. Đấy, bây giờ chị cứ thái sẵn như thế này. Thế sau đó tí nữa là có khách là nhà chị cứ việc coi như là sắp vào mẹt thôi. Không nó lúc cái thời điểm đấy nó lâu lắm. Cái gì nó mỗi thứ một ít. Mà vốn dĩ đậu nhà chị lại chiên từ cái đậu trắng. Chứ nhà chị lại không chiên sẵn. Thế nó có cái độ xốp, độ mọng của đậu. Có nhiều khi mình cứ chiên qua xong đến lúc chiên lại lần nữa ăn nó sát lắm. Đây vẫn là lưỡi nhưng mà nhiều khi cái lưỡi nó có cái xương này này. Nó có cái xương này đấy. Thế nên là mình phải tách cái xương này ra. Đây này, cái xương bên trong này. Đấy, tách cái xương này ra này. Đấy. Cái miếng đậu nó phồng phồng lên đấy chị nhỉ? Đúng rồi, nó phồng tí nữa nhưng mà nó cũng tí nữa nó cũng không xẹp. Vâng. Nó cũng không xẹp đi nhiều. Này ăn nó mới xốp. Đúng rồi. Đậu nó đặc, nó ngon, nó không bị nhiều nước. Thực ra đã gọi là bún đậu mẹt rồi thì trong đấy thì không biết topping như thế nào. Nhưng mà lúc nào quan điểm của chị là đậu là phải ngon. Đậu ngon mà đậu nó là linh hồn của cái món bún đậu mà. Thế thành ra là bún đậu là đã là bún đậu thì đậu phải ngon. Đấy. Mắm tôm linh hồn. Đúng rồi, mắm tôm thì đúng là linh hồn. Đậu với cả mắm tôm là linh hồn của cái món này. Em thấy là chị cứ nhận xuống đây để làm gì đấy ạ? Bởi vì thế nó mới đều em ạ, nó mới ngập hết dầu được à. Chứ cái này mà bề mặt mình không ngấm nó xuống thì trên non dưới thì già. Nó gọi là bún đậu mẹt mà lại là đậu nó phải chuẩn. Đậu ăn nó phải ngậy, nó giòn. Giòn bên ngoài xong ngậy. Xốp mềm bên trong. Đúng rồi. Đấy, như này đã được rồi, đây là gần được rồi. Cũng không nên già quá. Già quá để lúc sau nó gặp gió nó quắt lắm. Đấy, nó chiên tới thôi.
trên tới để làm sao mà nó ăn làm sao nó vẫn còn cái độ mọng nước bên trong. Đấy, ngoài thì nó giòn như này này. Thế bên trong nó phải dẻo em ạ. Nếu như mà em chiên đậu hai lửa không ngon, mình nên chiên tới thôi. Chiên tới ăn nó không bị sát khô. Nó vẫn đang nóng như thế này mà mình khách nào muốn ăn thêm già thì mình có thể bốc chiên ngay thì ok, nhưng nó đã nguội rồi mà mình lại chiên lại ăn nó sát ngay. Chị không biết quan điểm của người khác như nào nhưng mà thật sự chị bán hàng cũng rất là lâu năm rồi và chị cũng là cái người sành ăn, ăn mà hai lửa nó không ngon, nó rất sát, nó mất đi cái độ ngậy, thành ra là già luôn đấy. Đồ nhà chị lại không nặng về quảng cáo, chị cũng có gì quảng cáo đâu, cái tiền quảng cáo đấy chị phục vụ cho khách hàng vào đồ ăn còn hơn. Dạ dày thì chị cũng sẽ lấy cái phần dày phần mỏng chứ không phải là dày không, mà dày không như thế thì người khác lại ăn mũi mỏng không, thành ra nó mình bán là mình phải đồng đều cả dày cả mỏng. Hôm nay của chị nghe chừng thơm nhỉ. Ừ, cũng tương đối ngon em ạ. Này con ơi, sắp vào mẹt cho cô đi. Bây giờ thêm một đậu nữa đúng không? Đây là khách chị ăn đậu với lại chả cốm với trang thôi ạ. Đây như chị làm mà tạt hay sao mà chị làm một lúc nhiều suất này? Không, khách nhà em bình thường vẫn thế. Em ơi, chạy mẹt đi này. Sắp cô... sắp rau vào đi em ơi. Sao vậy, cho cô một ít hộp đóng đồ mang về cho con nhá. B25 này em ơi, B19. Con thiếu 1m2 nữa cô. Cô đang thiếu giờ dây nha cô ạ. Đây, mẹt đặt vào này. Chị ơi, mẹt này là mình cho một người hay là như nào? À, mẹ nhà em từ 2 đến 3 người. 2 đến 3 người. Dạ. Bố đang đứng từ... giờ mẹ này. Ok, ok, có anh. Xem đi mẹ này đi. Cái này 22 không? Ừ. Cái suất này là mình bán bao nhiêu tiền? 150.000 này ạ. Từ 2 đến 3 người ạ. Cái chân giò nhà mình ở bên trong em nhìn thấy nó vẫn còn hơi hồng hồng thì nhỉ? Đúng rồi. Luộc mà nói chung là cái gì ăn tới nó cũng vẫn ngon, vẫn ngọt em ạ. Vâng. Cái này mà ăn chín quá ăn nó hơi khô. Ôi cô, mà mất đi cái độ ngọt, mất đi là nó có mất đi nước ấy. Đây này em nhìn này. Đấy, đây này. Nhà chị lại không thiên về mỡ. Nhà chị cứ làm kiểu hoa hoa nạc nạc như thế này này, ăn nó thơm. Ví dụ như cái chân giò này nhà chị đặc biệt là nhà chị phải tẩm gia vị và một chút tiêu toàn bộ xung quanh cái chân giò. Đấy. Thứ nhất là để mình khử cái mùi hôi của chân giò, thứ hai là tạo thêm cái độ đậm thơm. Gia vị bên trong em ạ. Để làm sao mà nó ra được cái đập toàn bộ, đập từ trong ra ngoài luôn. Đây này, ví dụ như cái đầu thừa đuôi thẹo này là nhà chị không bán ấy. Đấy, ví dụ như này là nhà chị không cho vào mẹt đâu. Nhà chị cứ chọn cái gì ngon đẹp nhất nhà chị bán. Rất là hoa luôn, mà bên trong có gia vị nhá. Nó rất đậm đà. Toàn... ơi. Ok, ok. Đây là mình vừa làm nóng lại cho khách. Nóng quá, đúng rồi. Cho cô mượn cái kẹp cái. Cho cô mượn cái đĩa đây. Ừ. Thơm không? Em thấy thơm không? Nửa lạng à con ơi? Cái này mình tính hơi nhiều lên một chút. Thôi cho khách cho đầy đặn. Cái này là mình bán như nào đấy chị? À, cái này là nửa lạng. Nửa lạng nhà chị là 70.000, 75.000. Tức là khách gọi riêng đúng không ạ? Đây này, ví dụ như là lòng này, à tràng này, dạ dày này. Vâng. À, hơi thừa một chút nhưng chút thôi tặng khách đi. À, cái này là 75.000, cái này cũng 75.000. Đây là 1m2 này. Chị đang set up 1m2. Cuốn đậu nó phải có cái mùi vị của lá chuối một tí nó mới đúng bài em ạ. Đấy, chị lại không thích kiểu mua cái đĩa nhựa. Thế nào nó phải đi bây giờ đúng cái kiểu của nó. Tuy là không gian thì hiện đại thôi nhưng mà mọi thứ thì nó cũng đều là phải đúng chất. Đây là chỗ này là chị thái sẵn này. Đây là cái phần lưỡi đúng không? Đúng rồi, lưỡi. Nói chung là phải thì, mình phải thái sẵn thế này thì mới kịp chứ không thì đấy, đây mà vào đúng rồi. Lúc thì có mà chạy vào mắt. Đến cái giờ này là bắt đầu giờ cao điểm rồi. Đấy, 1 mét như thế này đây, 1 mét 1 như thế này. 1 mét 1. Đây chỉ có thêm tràng này thì mình rất là ngon. Toàn đồ thừa hết em ạ. Nói chung là khi nó đã ngon rồi thì em không phải sử dụng cái gì nhiều cả. Chẳng phải ngâm, phải nghĩa. Tất nhiên là mình vẫn phải ngâm. Mình ngâm với cả một chút đá cho nó tạo cái độ giòn và độ trắng. Đấy, đến giờ cao điểm rồi là nó cũng... nóng quá, nóng quá. Đấy, nó phải nóng bỏng đấy, như thế mới ngon em ạ. Đi cho cô mẹt một này. Mẹt 1 mẹt bán bao nhiêu nhỉ? B25 con ơi. Trong một cái mẹt này mà mấy người làm đấy. Để làm sao mà nó nhanh kịp để xả cho khách đây em ạ. Cái mẹt 2.
Mét 2 này là từ 4 đến 6 người ăn em ạ. Mét 2 là 300. Đúng rồi, 300 nghìn, 4 đến 6 người ăn. Mà kể cả 7 người cũng được. Nếu như mà ai người ta ăn ít rồi người ta muốn ăn cái kiểu nó điểm điểm ý. Thế sau đó người ta gọi thêm những cái món topping bên ngoài. Cái món bún đậu nhà chị có cả kèm ăn giả cầy em ạ. Dạ. Khách nào mà có nhu cầu ăn giả cầy nhà chị cũng phục vụ luôn này. Đấy. Cái này là nhà mình chắc mới nấu sao đúng không em? Đúng rồi, vẫn còn đang nóng em ạ. Chị bỏ ra cũng phải đến hơn một tiếng rồi. Dạ. Thực ra cái giả cầy nóng lâu lắm. Thế sau đó là khách nào muốn ăn thì chị đun nóng như thế này. Dạ. Một hai suất gì đó. Đấy, chứ mình không để cả nồi như thế này. Để cả nồi như này thì nó nhừ hết mất cả nồi. Đấy, chị để như thế này thôi. Cái thanh này nó là... Đây là măng em ạ. Măng ạ. Ăn măng nó giòn, nó cũng rất là ngon. Đấy. Măng phải măng mới. Măng mới nó vừa không chua mà nó không đắng. Ok các bạn, chờ mãi thì cũng quay xong để ngồi ăn chén các bạn ạ. Đây thì... đây thì mình cũng gọi một cái mẹt bún đậu này thì gọi là mẹt này, mẹt 2 các bạn. Mẹt này của mình thì có giá là 300 nghìn. Thì cái mẹt này thì có thể dành cho 4 người ăn các bạn. Thì mình gọi mẹt này ra là thứ nhất là để quay cho nó đẹp, thứ hai là mình ăn cho nó thoải mái. Ngoài ra thì mình có gọi thêm một cái gọi là cái bát giả cầy các bạn. Bát này của mình thì có giá là 95 nghìn các bạn. Đấy, thì mình sẽ thử bún đậu trước các bạn nhé. Mắm tôm thì mình ăn mình cảm giác nó không bị khẽ ở cổ ấy. Mà mình ăn mình cũng không thấy nó cũng không bị tanh. Mắm tôm mình sợ nhất là kiểu ăn mắm tôm mà nó bị tanh mà. Đây một mẹt này, đây có đậu, rất nhiều đậu các bạn này. Bên này là cái chả cốm mọi người ạ. Đây là cái dạ dày. Chỗ này là thịt chân giò các bạn nhé. Bên này là có lưỡi này. Đó. Lưỡi. Và bên này là còn có cà chang nữa. Lại qua một cái mẹt bún đậu ở đây của nhà chị ấy thì có tận 6 topping luôn các bạn ạ. Ở giữa thì là rau dưa chị ấy để ở giữa. Đấy, mình thử cái đậu trước các bạn nhé. Đây, mình thử cái miếng đậu trước nhé. Đấy, cái miếng đậu của nhà chị ấy, khi mình cầm lên mình thấy ở bên ngoài nó có cái độ hơi giòn giòn. Bên trong thì mình nhấn vào ấy thì nó lại hơi mềm mềm. Bạn này nó có cái độ xốp xốp ấy. Đây, mời các bạn nhé. Cái mắm tôm của nhà chị ấy, chị làm cái vị đậm nó rất là vừa phải, nó không bị gắt. Thành ra là khi mình chấm đậm ấy các bạn, mình ăn cũng không có cảm giác là bị mặn ấy. Đây là cái miếng chân giò của nhà chị ấy, các bạn này. Chân giò ở đây thì chị thái nó cũng không phải là dày quá mà nó không mỏng quá. Nhìn cái miếng chân giò các bạn nhìn thấy này, nó hoa ấy. Bên trong mình có thể nhìn thấy những cái phần gân gân này các bạn này. Nhìn nó rất là ngon, nó không có quá nhiều mỡ mọi người ạ. Bình thường ra cái thịt phần chân giò ấy thì ăn thì nó không bị ngấy. Nhưng mà đôi khi là có những cái đoạn mà nhìn nó mỡ quá ấy. Nhìn thế thôi mình cảm giác nó ngấy ấy. Tiếp theo là mình phải thử ngay đến cái phần dạ dày của chị ấy. Lúc chị ấy thái ra ấy, mình thấy nó rất là thơm luôn. Cảm giác là nhìn bắt đầu muốn ăn luôn mọi người ạ. Đây mời mọi người nhá. Cái dạ dày này bình thường mình ăn mình thấy nó sẽ hơi giòn giòn, hơi dai dai. Nhưng ở đây chị làm không biết là chị làm kiểu gì mà ăn nó lại mềm các bạn ạ. Dạ dày ăn nó mềm nhá. Nó chỉ có cái vỏ phần bên ngoài này thì nó sẽ hơi có cái kiểu dai dai một tí. Nhưng mà dai ở đây là nó dai theo cái kiểu là mình vẫn cắn qua được. Cái vị người ta tẩm ướp ăn nó thơm cực kỳ luôn các bạn ạ. Ngay cả cái khi mà chị cắt ra là mình đã ngửi thấy cái mùi thơm rồi. Khi mà nhai đến đoạn cuối ấy, nó sẽ hơi ngọt ngọt. Kiểu nó ngọt hậu vị ấy. Ngon nhỉ. Công nhận là ngon đấy. Công nhận là cái dạ dày này ngon các bạn ạ. Ăn cực kỳ là cuốn luôn. Đây là cái đoạn lưỡi này. Lưỡi nào. Mềm nhưng mà kiểu mềm tới thôi. Còn gì nhỉ? À đây. Đây là cái chả cốm mọi người nhá. Chả cốm ở đây nhà chị thì chị sẽ kiểu là ở đây chị sẽ thái ra các bạn, xong rồi chị mới chiên. Thành ra là cái miếng chả cốm khi mình ăn thì nó sẽ có cái độ xém đều. Đấy. Chả cốm này thì như chị nói thì nhà chị cũng tự làm luôn các bạn ạ. Nếu như mà bình thường ở một số nơi ấy, mình thấy người ta để nguyên cái miếng chả cốm ấy, xong người ta rán lên. Rán xong thì bắt đầu người ta mới cắt cho khách. Ăn như thế thì thực ra thì cũng ok, nhưng mà khi mình ăn ấy thì mình thấy là nó sẽ bị dẻo ở những cái phần này các bạn này. Những cái phần cắt này thì nó sẽ kiểu nó, những cái phần chả, những phần cốm ấy nó sẽ bị chảy ra. Đây các bạn nhìn những cái phần cốm bên trong này. Cốm bên trong xong rồi cái phần thịt cái phần thịt giò ấy. Ăn nó béo béo ngậy ngậy. Mình sẽ thử đến cái giả cầy các bạn nhé. Đây một đĩa giả cầy này có giá là 95 nghìn các bạn ạ. Đây. Miếng này rất là ngon này. Bên trên thì là một ít cái lá rau răm. Ở đây thì có thêm ít măng các bạn ạ. Đấy. Măng. Ăn cái lớp da bên ngoài nó giòn các bạn. Cái lớp bì bên ngoài này giòn kỳ luôn. Cái phần thịt ở đây chị Ninh nó cũng mềm, nó vừa tới. Nó không phải là kiểu mềm nhũn, mềm nát quá. Nó thơm thơm thêm thoang thoảng cái mùi của rau răm các bạn. Cộng với cả cái mùi của mẻ.
cái mùi của mẻ và một ít cái mùi của măng dày đấy, ăn cực kỳ là cuốn luôn mọi người ạ. Nhất là ông nào mà thích kiểu nhậu nhẹt ấy, ăn cái dạ dày này thì đảm bảo là nghiện luôn. Ăn nó thơm 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 cái mùi của thảo quả mà nó lại mềm mọi người ạ. Đây là chắc là chị ấy cũng có hầm qua rồi, hầm trước rồi. Xong rồi bắt đầu là chị mới tẩm gấp gia vị hay như thế nào đấy. Đại loại là ăn nó rất là mềm. Bình thường mình ăn dạ dày là ví dụ như ăn dạ dày nướng mình thấy là nó sẽ hơi dai dai cơ. Ở đây nó lại mềm. Ở đây là những cái da giảm của quán các bạn ạ. Đây có quất này, rồi ớt. Đấy, ở đây thì chị có cái những cái hộp như này đậy đượm lại nó rất là chú đáo, sạch sẽ. Đây có thêm đường các bạn này. Đường này chắc đường để cho vào mắm tôm thì ai ăn thêm thì có thể cho thêm vào.